Phần này thầy đề cập đến cái slide 1 của Java 4 trang 38. Chúng ta khi mà các bạn duyệt web á, thì các bạn thấy trên cái đường dẫn nó có chấm hỏi này không? Chấm hỏi bằng gì đó. Thì cái này chúng ta đã từng nhìn nhưng mà có thể chúng ta chưa hình dung được là nó đang làm cái gì. Trong cái đoạn code này thì chúng ta thấy là nó có một cái đoạn get parameter. Get là lấy, parameter là tham số truyền. Vậy thì cái lấy tham số truyền với cái tên của cái tham số đó là name. Vậy từ đâu ra? Cái name này từ đây. Nó được truyền vào khi chúng ta gọi cái web crawler ở trên thanh địa chỉ URL. Và khi mà các bạn get parameter thì nó lấy cái giá trị đâu? Đây. Đây là giá trị. Để nó đây, giá trị. Được chưa? Giá trị của chúng ta ở đây. Giá trị là Nguyễn Văn Tèo. Nó sẽ được truyền vào S. Sau đó thì nó lấy S nó cộng với chữ chào ra một chuỗi mới. Lấy cái chuỗi đó truyền vào tham số truyền message và nó gửi qua cái file frontend là index và chúng ta xuất ra đây và thầy sẽ code cái đoạn này. Như vậy người ta vẫn đang dùng cái là home servlet và index, thì mình dùng lại luôn home servlet và index. Home servlet của mình chỗ này mã số sinh viên tạm thời, mấy cái này mình không xài, mình cho nó chú thích đi. Ở đây chúng ta sẽ chọn là string s bằng request chấm get get parameter và chúng ta đưa vô đây là name chấm phẩy, chúng ta request chấm set request get request this picture. Ủa bài 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 tự nhiên nó bị track rồi. Set attribute. Ok. Set attribute của chúng ta đưa vô đây là message đúng không? Và chúng ta chuyển cái s này qua. Thay vì là chúng ta gán sẵn cái message là Trần Quang Bình thì thầy sẽ lấy từ từ URL để truyền vào s rồi chuyển cái s đó qua. Bên index thì chúng ta không có gì thay đổi cả. Message này chúng ta không để là họ tên nữa. Ok, cũng được đi. Ok, không sao. Rồi, ở chỗ này thử coi. Home index đến với servlet không được, mình chạy lại. Lên. Lần đầu mình chạy mình chưa truyền tham số gì hết thì chỗ này họ tên không có, mã số sinh viên không có. Vô đây mình sẽ bấm chấm hỏi name bằng Trần Quang Bình, enter. Nó sẽ truyền cái tham số có giá trị là Trần Quang Bình vào cái tham số là name và nó đã xử lý và nó gửi qua frontend, được không? Đó. Rồi, chỗ này các bạn thấy được cái chỗ này chưa? Đó là cái phần demo ở trong cái tham số truyền thông qua URL.
thông qua UL. Bài tiếp theo mà thầy demo cho các bạn là chúng ta có thể truyền thông qua cái servlet ở đây. Thay vì chúng ta phải gõ bằng tay giống như lúc nãy, thì chúng ta có thể click chuột cái, nó lấy cái giá trị phía dưới này, nó truyền lên URL. Và từ URL đó, nó truyền về doget. Từ doget đó, nó truyền ra lại cho frontend. Như vậy thì chúng ta viết cái đoạn này. Viết cái đoạn này. Ở trong cái phần index. Ví dụ thầy cho HR cho nó cách một cái. Rồi thầy viết cái đoạn này vào. Nhớ là khi các bạn copy qua thì cái dấu nháy kép nó không đúng định dạng ha. Mình đổi lại cái dấu nháy kép chứ không là nó không chạy đâu. Rồi chỗ này chú ý luôn. Home index là nó lỗi á. Tại vì của mình có cái gì nữa? Lab 1 xuyệt lab 1 xuyệt lab 1 vô nó mới đúng đến cái servlet của mình. Còn không thì bạn để dấu chấm chấm xuyệt đây liên kết. Tại sao nó chưa về? Tại sao nó chưa về các bạn? À, chỗ này là full name. Còn của mình hồi nãy là gì? Name. Mình đổi gì nữa? Chỗ này không phải là name mà là full name. Mình truyền cái gì thì mình lấy cái đó. Liên kết Nguyễn Văn Tèo. Được không? Truyền full name thì lấy full name. Rồi, một cái khác. Thay vì bạn truyền, bạn đưa cái liên kết để cho nó gọi đến cái servlet này, thì bạn có thể đẩy nó vào một cái form và sử dụng cái nút là submit để chúng ta gửi cái action này qua bên kia. Ở bên index HR để cho nó cách ra mình dễ thấy. Tương tự như vậy, chỗ này các bạn đổi nháy kép. Chỗ này đổi lại input bottom thiếu. Chỗ này form full name cũng đổi lại luôn. Nguyễn Văn Tèo cũng đổi luôn. Ở trên Tèo rồi, chỗ này tí đi. Trần ham học. Nhìn vô cho nó ham học. Submit. Ok, full name. Rồi. Chạy cái này lên. À, chỗ này nó sẽ bị lỗi á. À, chỗ này Trần Ham Học submit nó lỗi. Sao lỗi ta? Home index đâu có đâu. Mình thấy được cái vấn đề của servlet chưa? Ở đây mình đang gọi là gì? Chỉ khi mà bấm submit thì action chuyển về cái servlet home index. Nhưng bên servlet của mình có home index không? Không, nó có thêm cái nữa là lab 1. À, thiếu đường dẫn. Như vậy chỗ này chúng ta sẽ đổi vô đây chấm. Thử coi nó có tự về không? Đây này nó có lab 1 nè. Thì tôi coi nó tự về. Submit vẫn lỗi, chưa về. Sao chưa về?
Sao chưa về? Nó có lab 1 rồi kìa. À, hai cái home 7 đúng không? Đấy, như vậy thì chỗ này bỏ luôn, thử coi. Mình cứ thử. Cái đó gọi là đường dẫn tương đối. Về được chưa? Được chưa? Như vậy lúc này mình control được cái serverless chưa? Đó, nó sẽ cho mình cái đường dẫn để về đúng cái chỗ serverless của mình. Như vậy khi các bạn chạy mà nó lên, nó lỗi hay không lỗi giống như hồi nãy mình làm đó, thì bình tĩnh. Mình nhìn lại ở phía bên trên cái URL của mình nó trả về cái gì. Nó có đúng với serverless mà mình cấu hình bên này không? Nếu mà nó không đúng thì mình tìm lại để cho nó đúng với serverless trước đã. Nếu mà nó đúng rồi mà nó vẫn lỗi thì mình mới đi tính tiếp. Được không nào? Đó. Như vậy là chúng ta đang sử dụng tham số truyền. Thứ nhất là mình tự gõ vào URL. Hai là mình có thể dùng cái hgraph của cái thẻ A. Thứ ba, mình có thể dùng form để mình truyền tham số thông qua cái action này. Mình chỉ cái đường dẫn về cái serverless của mình. Và khi mà chúng ta đã demo đến đây thì các bạn đã có thể làm được lab 1 bài 5. Chúng ta chuyển dữ liệu từ form về serverless và chúng ta xử lý xong cộng trừ nhân chia rồi chúng ta đẩy ra lại frontend.